Thưa quý vị và các bạn, vào thời khắc giao thừa thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã gửi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lời chúc Tết của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Thưa toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã. Giao thừa đã điểm, giờ phút thiêng liêng chào đón đất nước bước sang một mùa xuân mới. Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 92 mùa xuân vinh quang và tự hào. Năm 2021 vừa đi qua với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình phát triển của thị xã Đông Triều. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Bằng quyết tâm chính trị cao nhất, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ 521 với những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đông Triều đã hoàn thành xuất sắc cùng một lúc ba nhiệm vụ lớn, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, giữ địa bàn an toàn, nhanh chóng chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ, vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, tự chủ ngân sách, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt 25.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,6%. Đặc biệt, thị xã đã hoàn thành mục tiêu tự chủ ngân sách với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.263 tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 6.020 USD. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đông Triều là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành đề án xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà rột nát cho hộ nghèo trên địa bàn và được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp bằng ghi công cho thị xã và 21/21 xã phường. Phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền đạt được những kết quả và chuyển biến tích cực với nhiều lĩnh vực được đánh giá dẫn đầu các địa phương trong tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, nhân dân tin tưởng, đồng thuận, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển đi lên của thị xã. Thay mặt lãnh đạo thị xã, tôi chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần yêu nước, chung sức, đồng lòng để tạo nên những thành công trong năm qua. Bước sang năm 2022, năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, sẽ ghi dấu thị xã Đông Triều khoác lên một diện mạo mới của thành phố trẻ ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi mới là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn, phức tạp và nguy hiểm hơn. Với quyết tâm cao và niềm tin mới, thay mặt cho Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, tôi phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Đông Triều hãy phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng với giá trị và tinh thần của văn hóa và con người Đông Triều, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, cùng đồng thuận với cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, quyết tâm xây dựng thành phố Đông Triều phồn vinh, nhân dân Đông Triều ấm no, hạnh phúc. Trong thời khắc thiêng liêng, đất và trời giao hòa là một, tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân và trân trọng gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và nhân Đông Triều lời chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc cho mỗi gia đình, mỗi người dân chúng ta dồi dào sức khỏe, an lành, mọi việc hanh thông, nhân dân ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Mừng năm mới, diện mạo mới, khí thế mới, thắng lợi mới.